Biết cái chiêu này hiệu quả không nha, cái này gì tám dạy nha, nói sao thì chỉ lại quý vị cái không biết có không á. Làm thử quý vị, mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ, bắt cái chảo giữa nhà cháy phừng phừng lên rang mà không có gì, không chảo nhưng rang chảo không quý vị, kiến không vô nhà, không biết có hiệu quả không, không biết nha. Về làm thử. À, cái này là nghe người ta dạy lại thôi, à, chứ cũng chưa có kiểm chứng được đó, cái môn khoa học nào. Nếu được vậy không quý vị, đỡ tốn tiền dầu hôi mà đỡ phạm tội sát sanh đó, phải không? Như vậy là lấy cái, sẵn cái chảo mùng 5 tháng 5 ra rang thử năm cái, không quý vị. Nhưng mà rang chảo không nha, bỏ đậu phộng vô rang là mất hiệu quả đấy. Như vậy á thì quý vị thấy là cái lòng từ bi của mình tăng trưởng, càng tăng trưởng càng lớn lên đó quý vị, thì hóa giải được tất cả những cái hận thù. Lòng từ bi hóa giải hận thù. Cái người có lòng từ bi không có ai có thể thù hận mình được quý vị. Nên á, Đức Phật rất là ít người thù hận Ngài. Nếu người ta vì kiếp xưa quý vị thì người ta thù cũng chút xíu cũng hóa giải được hết rồi. Tại cái lòng từ bi của Ngài lớn quá. Do mình thiếu lòng từ bi, thiếu tâm thương yêu quý vị, nên mình là bị theo báo quán nhiều quá, nên giờ tập biết thương yêu mọi người. Thương đi quý vị, cứ thương người ta đi, người ta thương mình nè. À, quý vị mà thương với lòng từ bi nha, chứ không phải thương cứu khổ cứu nạn ha. Có anh này đi đạo tràng, cái ảnh mới sau đó cái cô vợ mới vô chùa mép của thầy, là cấp này anh hư lắm thầy, hỏi hư sao đó, anh đi ngoài anh có vợ bé thầy. Là rồi mời vô đi, miễn cái thầy dạy nói chuyện coi, hỏi sao cái bắp này hư dữ, có vợ bé làm vợ ghen tương tùm lum lạ chứ. Đâu có thầy, con cứu khổ cứu nạn. Hỏi cứu khổ cứu nạn gì? Cái cô kia á, cổ dưới quê cô lên học mà không có chỗ ở, nên con mướn nhà cho cổ ở. Cổ không có tiền đi học, con cho tiền cổ xài. À, cứu khổ cứu nạn thầy, vậy là sao cho luôn người ta đứa con gì? Nó là cái đó ngoài ý muốn. Đó là không phải từ bi nha quý vị. Còn từ bi có nghĩa là mình thương yêu chúng sanh mà không có phải là báo đáp gì cả. Mình thương yêu người đó, mình muốn cho tất cả mọi người thương yêu người đó, và người đó thương yêu mọi người không có giới hạn, đó lòng từ bi đó. Còn mình thương yêu người đó mà không muốn cho người khác thương yêu người đó, ích kỷ rồi, mà từ bi đâu gọi là ái dục. Ghen tương ghét ghen là trong đó gọi là ái dục hết. Còn mà từ bi mình thương yêu người đó và muốn cho tất cả mọi người thương yêu người đó, và người đó thương yêu mọi người, đó lòng từ bi của mình phát khởi đó quý vị. Không có giới hạn, tại vì nó là một trong những cái tứ vô lượng tâm, bàn bạc không gian dịch thời gian, không có giới hạn. Như vậy thì các pháp chứng đạo chúng ta đã biết rồi. Từ cái quả khổ đến với chúng ta, nhân quả đó quý vị, từ cái thói quen, cái tập tính của chúng sanh gọi là tập quán nghiệp, và cái thứ ba nữa là ân quán ở trong cuộc đời. Mà ân quán nặng nhất trong cuộc đời là nó dính trong gia đình mình á. Gieo ân quán nhiều giờ gây lại đó quý vị, trả với nhau ở trong gia đình. Nên nhầm người trong gia đình thương yêu dữ lắm là ân đó, mà ghét nhau dữ lắm là quán đó quý vị. Trong một gia đình nó thấy hai anh em ghét nhau kinh khủng, đấu nhau chiến đấu luôn á, mà nhầm khi hai anh em thương nhau vô cùng đó quý vị, có nghĩa là ân quán đấy. Ân thì thương mà quán thì ghét. Vì vậy quá giải cả ân cả quán là trong gia đình luôn, trở thành tâm tĩnh lặng mà tu hành, đầy lòng từ bi thương yêu, biết ra là nhân quả và ân quán từ nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái đề tài đây như là Phật. Quý vị đói bụng chưa? Chưa. Như vậy thì có một vài câu hỏi, là chúng tôi trả lời câu hỏi. Ai có câu hỏi chút xíu đặt câu hỏi trả lời tiếp, ai có câu hỏi tặng phần quà. Câu hỏi dở cũng tặng quà, câu hỏi hay không tặng thêm cũng một phần thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thầy dạy cho con biết sao gọi là chùa tà đạo, sao gọi là chùa chánh đạo. Cho anh chàng pháo tay. Thật ra chùa thì không có chùa tà, không có chùa chánh,
mà do tâm tà tâm chánh của con người sống ở đó, chứ không có chùa tà. Chùa là để thờ Phật mà, chùa nào tà? Không có chùa nào tà cả quý vị. Tại sao gọi là chùa, phải không? Chùa là nơi tăng ở, nơi thờ Phật, chư tăng gồm có tăng và ni thì mới gọi là chùa được, chứ còn không thôi á, thì gọi bằng cái khác quý vị, bằng cốc rồi đó, cốc chủ rồi đó, nghe không quý vị? À, cốc chủ rồi cốc anh, cốc em rồi cốc con nhiều. Như vậy chùa không có. Chùa tức là nơi tăng đi ở tập thể, có thể một hai người. Và chùa là nơi thờ Tam Bảo Phật Pháp Tăng thì nó gọi là chùa. Nên chùa xuất phát á, hồi thời của Đức Phật gọi là Tinh Xá, rồi sau này mình nói chạy chạy ra thành Tịnh Xá. Rồi khi thời á, là ở bên Trung Quốc đó quý vị, thì Ngài Ma Đằng và Trúc Pháp Lan ở bên Ấn Độ đi qua Trung Quốc, thì vua của Trung Quốc á, mới dành cái nơi để mà thờ, để tiếp khách, tiếp đón các vị tăng á. Thì từ cái nơi đó người ta mới đặt đó là chùa luôn. Và nơi đó là nơi thờ Phật, và nơi đó là chư tăng ở. Nên chùa là thờ Phật và chư tăng ở, thì không có chùa nào tà, không có chùa nào chánh hết đó quý vị. Như vậy á, thì không phải không có chùa nào tà, không có chùa nào chánh, mà không có khái niệm tà chánh ở trong chùa. Như vậy thì đúng hơn. Và quý vị á, mới thấy á, là cái tà chánh này theo kinh Phật khác, cái tà chánh theo thế gian khác, hai này khác nhau. Ví dụ như á, Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã: nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là người mà chạy theo sắc tướng, người chạy theo âm thanh, muốn tìm Phật thì người này hành đạo tà, chứ không thể thấy Phật được. Là nói như thế nào hả quý vị? Tại vì đạo Phật là đạo của tâm, mà tâm thì không có đối tượng, không có âm thanh, không có sắc tướng. Nên tu là tu tâm. Còn những người tu tướng, âm thanh là bên ngoài, có nghĩa là lấy cái đó để khoe cho người ta đó, thì cái đó gọi là tà đạo, không thể đi đến giải thoát giác ngộ được. Như vậy tà ở trong kinh Phật có nghĩa là không giải thoát giác ngộ. Còn giải thoát giác ngộ là chánh. Còn mình bây giờ mình dùng chữ tà khác là nha quý vị. Mình dùng chữ tà không có liên quan tới giải thoát giác ngộ đâu. Mà mình dùng chữ tà có nghĩa là những người gian ác, người xấu xa mới gọi là tà. Còn người nào quý vị hiền lành thì chánh. Cái nghĩ của dân gian á, khác ở trong kinh Phật. Nên ở trong câu này á, chùa như thế nào gọi là chùa tà đạo? Chùa không có chùa tà, nhưng mà cái người thực hiện ở trong đó. Chùa có thể có ta thầy với thầy ở, nhưng mà nhầm khi chùa không phải với thầy ở quý vị. Có nhiều chùa không có thầy ở. Bây giờ mình nói chung là những người ở đó mà tu tập, mình không biết ai. Nói chung mình chả biết ai. Thì nếu mà mượn chùa đó để tạo thành cái việc đời, có nghĩa là mượn chùa đó, ta gọi là kinh doanh á, để mà mình vì danh vì lợi, để cho thỏa mãn cái thị dục của mình, thì cái đó là tâm tà. Tâm chánh đó quý vị, là nhờ vào chùa đó mình độ rộng bá gia bá tánh chúng sanh, mà không cần phải báo đáp phúc đáp gì hết, như là hạnh nguyện của vị Bồ Tát, thì đó gọi là chánh. Còn á, cái nơi nào đó quý vị thờ Phật nhưng mà không theo tôn chỉ của Đức Phật, hành động riêng tư, danh lợi, tiền tài, không có tu hành gì hết, thì đó mình tạm gọi đó là tà. Có nghĩa là tâm mượn đạo tạo đời, như vậy thì gọi là tà. Như vậy thì khái niệm tà chánh của kinh Phật và khái niệm tà chánh của dân gian khác nhau. Hỏi sơ sơ vậy thôi, chứ nói chung là cái vấn đề này nó khó lắm. Nhằm khi lúc trước á, người ta tu sai, nhưng sau này người ta sám hối ăn năn, người ta tu đúng trở thành chánh như vậy. Còn có những người á, lúc trước tu đúng mà do tham lam gì nổi lên đó, bắt đầu ta đi hỏi chặt lất à. Như vậy thì cũng gọi là tà. Nên tà chánh cũng ở trong ta mà thôi quý vị. Có lúc khởi lên, có lúc lắng xuống. Nên mình cũng đừng dội cho ai là tà, đừng dội cho ai là chánh. Tại vì mình tà chánh cũng còn đóng ở đây nè à, quý vị. Tất nhiên là mình cũng chưa phải là chánh đâu. Có lúc mình khởi lên ác là tà đó quý vị. Có lúc mình khởi lên thiện là chánh. Mà thiện ác cũng nằm trong con người mình. Nên con người mình có tà có chánh. Nên cái người mà được tôn sùng là người quyết bỏ tà lấy chánh đó quý vị. Mà bỏ chừng nào được thì thôi.
Như vậy thì được, chứ cũng đừng nên nói ai tà, nói ai chánh. Bữa nay người ta hành vậy, ngày mai người ta sám hối, người ta làm ngon lành thì sao? Bữa nay mình thấy mình ngon lành, mới gặp cái ác duyên làm tầm bậy thì sao? Nên đừng có cười người ta, mai mốt người ta cười lại mình đó quý vị. Nên đây gọi là nhân quả. Đừng chê ai cả, nếu giúp người ta được thì giúp, không giúp được thì thôi. Mình cầu nguyện chư Phật gia hộ để xây chuyển người ta nha. Cũng đừng nói ai tà ai chánh, biết đâu mình cũng tà thì sao? Cho anh chàng pháo tay. Ai hỏi câu hỏi đó tặng một phần quà để đây. Câu hỏi thứ hai: nhà con chật hẹp, thờ Phật A Di Đà, Phật Ngọc Quan Âm và dưới là thờ cụ Quyền Thất Tổ và đặt ba lư hương cùng một dãy. Như thế con kính xin quý thầy cho con lời giải đáp, vậy có sai không? Như vậy á, nhà chật ở trên á thì chật hẹp á, thì phải thờ á, là Phật A Di Đà, Ngọc Phật á, và Quan Âm. Ngọc Phật tức là Phật Thích Ca đó quý vị. Cái hình tượng đó lấy từ cái mẫu của Bồ Đề Đạo Tràng ở Nepal. Như vậy á, thì chúng ta thấy á, là thờ Quan Âm, thờ Phật Thích Ca, thờ Phật A Di Đà mà đặt ba cái lư hương song song, thấy không ổn không? Như vậy á, thì cái đó gọi là thờ chung Tam Bảo, một ly hương thôi. Tam Bảo Phật Pháp Tăng thờ một ly hương là được. Nhưng mà cầm lễ lọc thì cầm ba cây nhang, hàng ngày cầm cây thôi để tượng trưng. Còn ví dụ như ở trên thờ Phật, ở dưới thờ Cửu Quyền Thất Tổ, hỏi được không? Được á quý vị. Tại vì nhà mình chật hẹp, ông sao Cửu Quyền Thất Tổ là ông bà mình, mà ông bà mình thì cũng tôn quý, thờ trên chánh giữa vậy cũng được, mà dưới Phật là đúng rồi, không ai hơn Phật được, nên mình thờ dưới Phật vậy là đúng, không có sai. Như vậy thì tùy duyên thôi. Còn nếu mà thờ hai nơi được á, thì thờ Phật chính trung ương, thờ Cửu Quyền á, qua một cái bên chỗ khác cũng trang nghiêm. Ông quý vị, Cửu Quyền tức là ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp của bốn họ. Ấy, Cửu Quyền sao tới bốn họ? Đúng rồi, hai họ của cha, hai họ của mẹ, Cửu Quyền Thất Tổ, bốn họ. Nên mình cúng bốn ly nước là tượng trưng cho bốn họ của Cửu Quyền Thất Tổ, quý vị. À, cho anh chàng pháo tay, tặng phần quà. Ai có câu hỏi lên lấy. Hỏi kế tiếp: Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa Thầy, con đeo dây chuyền có tượng Phật, khi đi vệ sinh con có bị tội không? Mong Thầy quan hỷ chỉ bảo cho con ạ. Đeo dây chuyền, đeo lắc rồi đó, đeo chuỗi có hình Phật đó quý vị. Nói chung là những trang sức kèm theo thân của mình mà hình tượng Phật. Như vậy thì cái hình tượng Phật đó quý vị, mình thì tôn trọng Phật, mà đố quý vị với tôn trọng để đâu? Ta nói tôn trọng để đầu mà, đằng này mình để dưới đầu mà. Phải không? Mình đeo để đâu? Thấy không? Ở trên dài xuống à, chỗ hết đồ. Như vậy thì mình đã, trong thân mình đã thấy cái vị trí nó đã không tôn trọng rồi. Thân người mình thân ô uế, kẹp Đức Phật vô. Quý vị thấy không? Cái này nói thật đó. Thân người mình là chính lỗ chảy ra ô uế. Nên mình tôn trọng phải đặt lên cao, đặt lên vị trí thanh tịnh. Đã đeo đã là thấy không ổn rồi á quý vị. Nhưng mà mình thì hy vọng là đây có Phật ma nó không dám rớ. À, nên để con dây chuyền ở trước này, đi đâu ma thấy nó nể nó sợ. Phải không? Như vậy thì cái đó là mình hy vọng thôi. Chứ thật ra những đồ trang sức đó quý vị, không nên, theo cái ý kiến riêng của thầy, thầy không nên. Tại vì thân mình là thân bất tịnh. Do đó là chúng ta nhiều cái sinh hoạt mà nó bất tịnh lắm. Dù sinh hoạt vợ chồng, thay đồ, thay đạt ở trong toilet, thì vô ở trong đó nguyên cái hình tượng Phật đem để đó không, là vô ý mà mình gây ra cái tổn phước cho mình. Ngày xưa có cái vị đó tu sắp đắc đạo quý vị, vào trong chùa đi ra cái ông thầy nói là ông hết đắc rồi. Sao cái ông chống gậy đi vô, lớn tuổi rồi, vô dựng cái gậy bên tường á, mà trên tường có bức tranh Phật, dựng gậy ngay chân cái mặt của Đức Phật. Vừa vô thôi quý vị, tội bất kính. Nên ngài A Nan á xếp y cho Phật, bị ngài Ca Diếp quở. Lúc mà Đức Phật nhập Đức Bàn xong, ngài A Nan bị ngài Ca Diếp quở, y dài quá đó quý vị, xếp lấy chân nó đè lên cái mối y.
của Phật á, để xếp chứ không thôi nó bay bay xếp đâu được, y dài quá mà đè lên một mối y thôi đó, mà ngài làm thị giả cho Phật á, mà đè lên cái áo của Phật bằng cái ngón chân á quý vị, bị ngài Ca Diếp quở. Mà là tại sao lại làm như vậy? À, tội ngài Ca Diếp á, ngài năng nói là sư huynh quý vị chứ trong lòng á ngài là muốn xếp y cho Phật, tôi đâu nghĩ tới cái đó, tội do vô ý nên nó nhẹ. À, quý vị, y của Phật còn vậy, huống chi nguyên cái hình Phật mình chấn này, quý vị thấy sao? Nó cũng khổ nha. Nên tốt nhất đó quý vị, mình tôn thờ Phật, mình chỉ thờ đó quý vị. Còn nếu có đeo thì cũng tạm thời được, nhưng mà vô toilet hoặc là sinh hoạt này nọ bất tịnh á, thì chúng ta nên tháo ra. Nếu có đeo sạch sẽ thì thôi cũng được đi, nhưng mà nếu vậy chúng ta hãy tháo ra, nhưng không nên. Còn ví dụ như sau chìa khóa có hình Phật quý vị bỏ túi rồi, sao thấy nó hơi kỳ kỳ nha. Thấy không? Như vậy thì không được, mấy cái đó không nên. Mình sau chìa khóa có nhiều hình tượng khác nhau. Hình tượng Phật, hình tượng trang nghiêm phải để trên cao, nơi tuyệt đối trang nghiêm thanh tịnh như vậy mới đúng nha quý vị. A Di Đà Phật, cho một chàng pháo tay tặng phần quà. Câu hỏi kế tiếp. Kính bạch thầy, con vẫn biết thầy đa tài xuất khẩu thành thơ, quá khen quá khen. Viết nhạc ca cổ kim luôn thầy thuốc, còn con như là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Cái này chẳng qua muốn chê thầy. Chê sao quý vị biết không? Hạt cát giữa sa mạc mênh mông là giải thoát rồi đó. Còn mình nhiều việc quá quý vị, vướng bận nên giữa cái đống cát à. Còn hạt cát giữa sa mạc mênh mông là giải thoát rồi đó. Mênh mông vô tận muốn đi đâu đi. Nhưng vì nghe pháp của thầy rồi, quá quý kính thầy, nên mạo muội viết vài câu thơ mộc mạc để tỏ lòng thành kính tri ân thầy. Biết thầy khả kính, nếu có điều chi thất lễ, xin thầy từ bi quan hỷ. Cái này không phải câu hỏi không quý vị, mà là bài thơ để đọc sau cùng. Xin trả lời câu hỏi trước, cho bài thơ một chàng pháo tay. Kính bạch thầy, con đã quy y Phật Pháp Tăng thì không quy y thần thánh quỷ vật. Con nghe Phật tử nói rằng khi mình mặc chiếc áo tràng vào thì không lại bàn thờ vong, cũng như không lại cúng các miếu thần thánh. Thầy cho con một lời dạy. Quý vị, ở đây á, thì chúng ta có cái quy y tam bảo. Quy y tam bảo á, thì trong đó có hai cái phần kèm theo. Quy y Phật rồi không đọa địa ngục, quy y Pháp rồi không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi không đọa bằng sanh. Vì chữ quy y là gì? Là trở về, là nương tựa. Mà quy y này là do chính tâm mình trở về nương tựa, thì quy y này mới thật sự là thành tựu cái đó. Quy y dùm, quy y ăn theo, quy y ké không được. Quy y dùm là sao? Quy y dùm có nghĩa là ở người nhà đăng ký tới ngày quy y dùm rồi lấy cái lòng phái về, như vậy thì không được. Cái thứ hai nữa, quy y ké. Quy y ké là sao quý vị? À, quy y ké là thấy người ta quy y, nhảy vô quy y chơi cho vui, không biết gì chứ gọi là quy y ké người ta. Còn cái thứ ba nữa là rủ quy y, hoặc là ép quy y. Rủ quy y có nghĩa là đi, cha mẹ đi cái rủ con cái đi, nó chả biết khỉ chứ cũng đi. Phải không? Ép quy y có nghĩa là người lớn ép người nhỏ, mày không quy y là đánh đòn. Phải không? Cũng quy y luôn quý vị, biết cái gì đâu mà quy y. Nên như vậy thì không thành tựu được cái thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chúng ta phải phát tâm quy y tam bảo, có nghĩa là tự mình nhận thấy biết được, muốn phát tâm tu quy y tam bảo thì như vậy mới được qua khỏi ba cái đường ác. Khi quy y tam bảo xong, có ba cái điều mà nhắc nhở chúng ta. Điều thứ nhất á, quy y Phật rồi không quy y trời thần quỷ vật, quy y Pháp rồi không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y Tăng rồi không quy y lục sư ngoại đạo. Như vậy thì đây là những lời dạy
À, quý vị, khi chúng ta quy y, như vậy quy y Phật rồi thì không quy y thiên thần quỷ vật. Tại sao chúng ta không quy y thiên thần quỷ vật? Tại vì thiên thần quỷ vật còn nằm trong sanh tử luân hồi. Chúng ta muốn thoát sanh tử luân hồi mà lại quy y cái sanh tử luân hồi, như vậy không có được. Nên Đức Phật dạy là quy y Phật rồi thì không quy y trời thần quỷ vật, là lý do đó. Lý do chúng ta quy y tu là để giải thoát giác ngộ, mà đằng này chúng ta lại quy y cái không giải thoát giác ngộ thì ngược lại, ngược lại với cái ý của mình ban đầu đó quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy là Đức Phật dạy là quy y Phật rồi không nên quy y như vậy. Có nghĩa là sao? Không quy trời thần quỷ vật, vì trời thần quỷ vật còn nằm trong tam giới, hình cũng nằm trong tam giới, xét một góc độ nào đó thì cũng y như nhau. Tuy là họ có thể cao quý hơn mình nhưng cũng nằm trong sanh tử luân hồi thôi quý vị. Nên chúng ta không quy y là không trở về nương tựa. Quy y Phật có nghĩa là trở về nương tựa Phật để tương lai làm Phật. Quy y trời thần quỷ vật có nghĩa là trở về nương tựa trời thần quỷ vật, tương lai làm trời thần quỷ vật. Quý vị thấy hai cái khác nhau nha. Như vậy thì trong kinh Phật chưa bao giờ nói rằng quy y Phật rồi không được lại hoặc không được cúng trời thần như vậy. Chưa bao giờ có bài kinh nào nói như vậy. Mà Đức Phật còn dạy chúng ta có tâm khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm hạ, thường bất khinh Bồ Tát, lại hết tất cả mọi người. Bồ Tát ta còn lại mọi người, nó mình bây giờ đặt là thôi không lại, người này không lại người kia, nghĩa là mình cao hơn vậy phải không? Cao hơn ta không phải chứ phải không? Ngã mạn đó quý vị. Đức Phật có dạy gì đâu. Đức Phật kêu không quy y thôi chứ Đức Phật không có kêu không lại. Ví dụ như một cái vị thần, mà cái vị này là hy sinh cho tổ quốc, Đức Phật phong lên thành thần. Mình có hy sinh được như người ta không? Không được. Thì mình kính nể cái đức tánh đó của họ đó, mình lễ lại họ. Nhưng hỏi có theo quy y không? Không, quy y Phật à. Nhưng mà tôi kính trọng cái đạo đức của Ngài đó. Tôi kính trọng cái mà Ngài làm được tôi làm không được. Người ta quý vị, hồi trong cuộc sống á, ta giúp đời dữ lắm. Khi chết đời nhớ ơn phong thành thần. Mình lại cái chỗ giúp đời của người ta đó, đức tánh cao quý của người ta, mình làm đâu có được đâu. Không quý vị, nhưng mà hỏi có theo không? Không. Lại kính Ngài thôi, tôn thờ Ngài thôi, chứ theo ai? Theo Phật, quy y Phật à quý vị. Nên mình cũng có lòng khiêm hạ. Quý vị, những bậc thần thánh được thế gian tôn trọng, tức là họ đã sống một cái đời sống rất là tốt ở trong thế gian. Tuy họ không tu thôi quý vị, nhưng đời sống rất là tốt. Một người mà muốn để cho người ta có một câu chuyện 5-7 phút thôi quý vị, phải trả giá cả đời đó. Cả đời người ta sống vì nhân sinh à quý vị. Mà nhằm khi những vị đó cũng là những vị Bồ Tát ở trong trần mà người ta không có lộ diện ra cho mình thấy đó, gọi là cao nhân bất lộ hình. Nhằm khi đó là vị Bồ Tát đó mà mình cũng không biết nữa quý vị. Tại vì Quan Thâm Bồ Tát viết trong kinh Phổ Môn, khi cần hiện tỳ kheo hiện tỳ kheo, cần hiện tỳ kheo ni hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện U Bà Tắc hiện U Bà Tắc, khi cần hiện U Bà Di hiện U Bà Di để hóa độ chúng sanh. Có nghĩa là khi cần hiện Tể Quang hiện Tể Quang, khi cần hiện vua cần hiện Quang hiện Quang. Quý vị thấy không? Vì Bồ Tát còn hiện quang, hiện vua, hiện dân, biển sao đem lại lợi ích cho chúng sanh thì là được phải không? Như vậy thì những vị thần đó họ đã từng hiện ra để làm lợi ích cho bao nhiêu dân chúng. Biết đâu họ là Bồ Tát đó quý vị. Mình có làm được vậy không? Mà bây giờ mình quy y Phật rồi nó tự nhiên dẹp bàn thờ rồi không lại không xá, đi nghinh ngang ngang. Phật có dạy mình ngang tàn vậy không? Không quý vị, không có đâu. Đức Phật dạy là trên cái ý nghĩa của sự quy y là mình nó trở về nương tựa với ngôi Tam Bảo thôi, nhưng mình vẫn kính trọng mọi người, kính trọng thần thánh, nhưng mà không tu thành thần thánh mà tu thành Phật. Không quý vị, nên hỏi có kính trọng không? Kính trọng. Có bái lại không? Có. Hỏi theo không? Không. Theo Phật à. Quý vị đâu đó rõ ràng nha. Mình phải có tâm khiêm hạ, mình là con đệ tử nhà Phật rồi phải có lòng khiêm hạ. Mình thấy mình dở hơn mọi người hết quý vị, chứ đừng có làm tâm ngã mạn nó quy Phật rồi thôi các vị thần này thôi là không được. Mình vậy đâu được, mình hơn ta hơn quý vị. Ta làm được những cái gì dân gì nước, mình có gì ai không? Nhằm khi mình nó còn ích kỷ hẹp hòi biết bao nhiêu một đống đây nè, mà ta đã từng hy sinh vì dân vì nước, ta phải chảy thân ra mới thành thần được, mà mình không tôn trọng ta sao?
tôn trọng nhưng có tu theo không? Không, tại mình tu theo Phật giáo mà, tu theo Đức Phật thôi. Nhưng mà những cái đức tánh đó ở trong dân gian mình kính trọng tôn thờ không sao cả đó quý vị. Nhưng mà đi theo Phật thì mãi mãi cả đời đi theo Phật. Cho anh chàng pháo tay. Thưa thầy, mẹ của con đã qua đời 2 năm mà mỗi ngày con có hồi hướng cho mẹ, mẹ con có được hưởng phước không? Cái phước là cái gì quý vị? Cái phước á là cái mình làm phước để hồi hướng, không làm miếng phước nào hồi cái gì, đúng không? Như vậy thì phải làm phước mới hồi hướng được. Vậy có hai loại làm phước báo. Làm phước báo thứ nhất đó quý vị là lấy tiền bạc của mình, tài sản của mình làm xong mình hồi hướng cho mẹ mình, thì theo kinh Địa Tạng mẹ được hưởng 1/6. Dù đi bất cứ cảnh giới nào bà cũng được hưởng 1/6. Nhưng nếu tiền đó là tiền của mẹ, vàng ô của mẹ để lại làm giùm mẹ hưởng hết. Con làm giùm mẹ thôi, cái này tiền mẹ con để lại con làm giùm chứ không phải con hồi hướng cho mẹ, mà mình đứng ra làm giùm thôi. Bà để lại nguyên ô vàng nè quý vị, bán từ từ làm cho bà hưởng hết nè. Mình nguyện con làm phước này làm giùm mẹ của con, có nhiêu cho mẹ con hết, tại vì tiền của mẹ con phải tiền con. À quý vị, còn tiền của mình á, tài sản của mình thì mình hồi hướng cho người khác, còn tài sản người khác thì nên làm giùm, làm phước giùm, tại bà mất thân bà không thể làm nên mình làm giùm. Còn ví dụ như bà để lại mình thừa kế cho mình hưởng được cái đó, lúc đó tiền đó của mình thì mình làm thì vẫn hồi hướng 1/6. Nhưng mà nếu của mẹ mà mẹ không thừa kế, không phải mình thừa kế mà mình nói đây là của mẹ con, thì làm nguyên si làm giùm thì hưởng hết phước. Bởi vì phân biệt được cái này. Như vậy là muốn hồi hướng phước báo thì phải có phước báo mới hồi hướng được, có nghĩa có làm phước mới hồi được. Còn không có hồi thì hồi số không, không lấy gì hồi. Mình còn không có miếng nào nó hồi cho ai, phải không? Rồi cho anh chàng pháo tay tăng phần quà. À, con phát tâm thực hiện công đức pháp thí, nhưng nhà con hẹp không có phòng để làm pháp thí, phòng riêng để chép đĩa, nên con đặt máy chép đĩa trong phòng ngủ của vợ chồng. Như vậy con có phạm lỗi không, xin thầy? À, cái này á quý vị, cái sao chép băng đĩa để mà cho á, trên cái nguyên tắc cái gì á thì cũng rất tốt, không có sao cả quý vị. Cái gì mà lên hình lên tướng á thì nó phù hợp với hình tướng, còn cái đĩa thì nó đang ở trong cái file vi tính thì nó theo cái hệ của nhị phân, nó quản lý theo file quý vị. Như vậy chưa ra hình tướng, nó giống hệt như còn nằm trong tâm vậy, để chỗ nào cũng được không sao hết á. Còn chừng nào nó lộ lên hình ảnh á thì lúc đó là tính theo hình ảnh của tướng, còn ở trong tâm thì tính theo tâm. Giống như niệm Phật á, niệm Phật ra tiếng thì có chỗ niệm được, chỗ niệm không, mà niệm Phật trong tâm chỗ nào niệm cũng được. Niệm Phật trong tâm toilet niệm cũng được, nó tại tâm nó đâu dính tới tướng. Chứ đâu phải mình tu niệm Phật bây giờ vô toilet không lẽ lúc đó không tu ma nhảy vô sao? Không quý vị, mà tu ở tâm mình mà đâu dính gì ngoài tướng. Nhưng mà niệm ra tướng là ra tiếng là ra tướng đó nha, thì bắt buộc là không có được niệm ở trong toilet nha. Không lẽ đang ở trong toilet niệm dơ. Không quý vị, không được nha. Nên cái gì tướng thì nó phù hợp, nó dính tới tướng, cái gì tâm thì chỗ nào cũng được. Nên cái đĩa này nha quý vị, nó đang ở cái file của vi tính, có nghĩa là nó chưa lộ ra cái hình tướng bên ngoài, nên quản lý của nó là hệ nhị phân thôi. Đây là những cái miếng mũ bình thường, không có gì hết, không sao, ở đâu cũng được. À, nhưng mà nó lộ lên hình tướng là khác nha. Họ lộ lên tướng mình phải cẩn thận. Cho anh chàng pháo tay. Kính bạch thầy, con thờ cha mẹ hai bên đến 4 cái lư hương. Con xin hỏi thầy, 4 cái lư hương có thể dồn lại một cái lư hương được không? Cái này là nếu mà cha mẹ mình mãn tang rồi đó quý vị thì dồn được. Cái này là mình thờ giống hệt với sống chung nhà vậy mà. 4 người giờ sống chung nhà, mỗi lần sống nhà riêng rẽ buồn vậy gom lại chung nhà. Nhưng mà quý vị có nhiều người lo, dồn người lo. À, lo là thôi kệ, xin keo đi. Theo dân gian mình để cho giải quyết cái tâm lý này, xin nào được thôi.
Nói chứ như vậy thì quý vị vẫn dồn lại được nha, mà dồn phải cúng trước, đâu đó mình xin để tỏ vẻ lòng kính trọng là con là nhà Phật rồi, thờ đơn giản, ông bà gom lại sống chung nhà cho nó vui, cho quan hỷ. A Di Đà Phật. Thưa thầy, con đã quy y Tam Bảo rồi và con thường đi thọ bát niệm Phật nhiều năm rồi, mà hôm nay chị sai con có rủ đi về thầy theo đạo khác và rủ con cùng đi, con có nên đi theo để hiểu biết được không thầy, chứ con không theo đạo khác. Có nghĩa là mình theo đạo Phật, cái người chị đó quý vị về rủ đi theo đạo khác, rủ theo đi để hiểu biết thêm, không quý vị? Như vậy thì cái người nào cần hiểu biết thêm, biết rộng, quý vị, Đức Phật là dạy cái thời gian mình nó ngắn lắm, không đủ để hiểu biết hết tất cả những chuyện trong trời đất đâu quý vị. Nếu mình xác định đó là đúng con đường đi rồi của mình á, thì không nên, trừ trường hợp những nhà nghiên cứu, quý thầy học rộng hiểu để chỉ dạy lại hoặc là dạy những cái lớp giáo lý. Còn chúng ta thì chỉ nên học chuyên một cái pháp của nhà Phật, còn học không nổi nữa không chỉ học những cái khác. Vì thấy không, nó mông lung, nhầm khi á, nhiều cái hệ thống, cái giáo lý á, nó chằng chịt với nhau nên chúng ta rối lắm. Nên học nào Phật Pháp, học Phật Pháp thôi. Còn cái hệ thống của tôn giáo khác thì để cho các vị tôn giáo khác học, mình không nên. Vì tại vì mình là người tập tu thôi quý vị, nên á, mình không nên. Còn cái người nào mà có vai trò trách nhiệm ta phải học thì hãy học. Còn không có Phật tử không nên. Cứ học theo Phật Pháp, nghiên cứu sâu mà tu thì đạt kết quả của mình nhiều hơn. Nếu mà học lộn xộn nhầm khi á, nó lộn xộn tùm lum lắm. Nào chúng ta, tại chúng ta không đủ trình độ để phân tích. Rồi cho anh chàng pháo tay. Kính bạch thầy, mỗi đêm con trì chú đại bi, con ngồi trong phòng ngủ của con, vậy con có tội không? Nếu ở trong phòng ngủ mà ngồi trang nghiêm cũng được, không sao á quý vị, trì lầm thầm. Nhưng mà cái cảnh đó phải không có bất tịnh. Có nghĩa là ngồi trong phòng ngủ, ngủ nhưng mà không có cảnh bất tịnh. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, con hồi trước con thờ mẹ sanh mẹ độ, bây giờ con đã thờ Phật rồi, con có nên dẹp mẹ sanh mẹ độ được không? Thật ra là nếu tin sâu nhân quả thì không cần. Nhưng mà nếu dẹp mà mình lo lắng thôi, thờ với mắt gì dẹp. Còn ví dụ như á, à, mình á, dẹp mà mình không lo lắng gì hết á quý vị, thì thôi dẹp đâu có sao đâu. Nhưng mà dẹp cái nôm nớm lo, không biết dẹp rồi không biết còn ai độ nữa, mà lo là sao tu, phải không? Thôi cứ để đại nào sao để đại vậy đi, mình cứ thờ Phật rồi mình tu hành thôi. Còn ở đó mình kể như là tín ngưỡng dân gian đi, có sao đâu, đâu phải thờ là mê tín đâu. Đừng nói thờ mê tín quý vị, không lẽ dân gian ta thờ thần đâu mê tín hết sao? Không phải, người ta thờ đó gọi là tín ngưỡng thôi, tín ngưỡng một truyền thống của ông bà mình, phải nghĩ vậy thôi quý vị, đủ rồi. Rồi mình tìm hiểu giáo lý của nhà Phật mình tu. Nếu mà mình dẹp có nghĩa là mình lui bàn thờ mà mình không lo lắng, không ai nói ra nói vô gì hết thì dẹp không sao cả quý vị. Mà nếu người ta nói ra nói vô mình bất an, mình lo lắng bất an thì đừng dẹp. Nhà Phật an tâm mà tu, chứ dẹp cái đó để cho ta nói mình đừng mê tín nhưng mà cuối cùng mình tu không được, thôi dẹp chi, kệ, chẳng thà mê tín mà tu thành Phật được quý vị. Ai nói mê mình có mê đâu, mình chỉ là thờ theo tín ngưỡng thôi mà. Như vậy thì mình nghĩ là thờ theo tín ngưỡng là được. Còn nếu mà dẹp mà động tâm thì đừng có dẹp. Còn nếu mà chúng ta là dẹp mà không động tâm thì dẹp cho nó gọn cũng không sao. Như vậy tùy vào gia đình, tùy vào cảnh của mỗi người, chúng ta có tin sâu nhân quả hay không. Còn mà nếu nghi ngờ thôi kệ, sao để đại vậy, tu đi quý vị, niệm Phật tới tới nhất tâm bất loạn cũng được. Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. A Di Đà Phật. Chứ đâu phải Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn là thôi, nhà con thờ mẹ sanh mẹ độ, Phật không tiếp, không có đâu. Thờ gì thờ à, miễn sao theo Phật là Phật rước à, đơn giản vậy thôi à. Chứ đâu phải vì cái bàn thờ Phật không rước đâu. Ở đó mình cho chuyện tín ngưỡng thế gian đi. Thưa thầy, con ở tại chùa mà tối con ngủ con rất thường sợ ma, vậy phải làm cách nào để hết sợ ma? Ở chùa mà sợ ma hả? Ở chùa gần Phật mà sợ ma, nhưng mà gần ma thì cái hết sợ ma hả? Phải không? Đi ra không phải ở chùa thì á, quý vị không có sợ ma, mà ở chùa lại sợ ma là ai vậy?
ở chùa gần Phật mà sợ ma, nhưng mà ở ngoài gần ma mà lại không sợ ma, mới là vô lý của chúng sanh á. Nên có nhiều người lên chánh điện đâu dám lên đâu quý vị, sợ ma. Vậy làm sao cho hết sợ ma á quý vị? Như vậy thôi á, mình gửi gắm vào một cái pháp nào đó, ví dụ như niệm Phật hoặc là trì chú đi. Nghe nói niệm Quan Thâm Bồ Tát ma không dám nhát. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát, niệm hoài ma không dám nhát, nghe đồn vậy đó. Cứ niệm đi nha quý vị, để cho tâm mình vững lại. Chứ còn giờ nhút nhát quá, nghi nghi ngờ ngờ nha quý vị. Hoặc là tụng chú Đại Bi ma không dám nhát, tụng chú Chuẩn Đề ma không dám nhát. Nhưng mà cuối cùng theo pháp hồi nãy là quán từ bi thì ma nó không nhát, chứ không phải là không dám nhát. À, ma không nhát nữa, nghĩa là mình đầy lòng từ bi rồi ma không dám nhát. Ăn mặn có tụng chú Đại Bi được không thầy? Được, nhưng mà khi tụng chú á, thì chúng ta phải xúc miệng sạch sẽ là được. Kính bạch thầy, mẹ con đã mãn tang rồi, lư hương cũ cứ để dậy thờ được không? Thực ra thì cái lư hương thì để thờ hoài chứ cũ mới gì, phải không? Mãn tang thì lư hương cứ thờ hoài, tại lư hương của bà thờ cho bà thôi, chứ mãn không mãn gì. Trừ trường hợp mình thấy nó cũ quá, mình thấy nó mất lịch sự, nhầm khi cái lư hương mình mua lư hương dởm á, lâu ngày vài tháng nó lỡ lét tùm lum thôi á, tới ngày đưa ông bà mình đem xuống mình đạp bỏ, rồi mình thấy lư hương mới cho mẹ vui, là lòng kính trọng mình đối với mẹ mình, chứ thực ra lư hương nào cũng được. Nam mô A Di Đà Phật, con đã quy y Tam Bảo. Cái này trả lời rồi. Như vậy là hết câu hỏi rồi quý vị. Giờ tới cái bài thơ. Tiếng Hồng đọc cho Phật tử buồn dữ lắm à. Nên bây giờ đọc bài thơ nè. Biết ơn thầy, kính lạy thầy Vạn Kim Hòa Thượng. Vạn Kim Hòa Thượng này sao thấy thấy giống ở ở trong Thoát Dòng Tục Lỵ quá vậy. Ngài có tên có tướng tuyệt vời, bước chân ngài có khắp nơi, từ Nam Quan tới cuối trời Cà Mau, đạo tràng nào cần thầy điều đến, chẳng ngại điều cực khổ xa xôi, từ bi cứu khổ ban vui, rộng dài tướng lưỡi giảng thời quá hay. Kẻ trí thức nghe qua tỉnh giác, người sơ cơ nghe giảng cũng thông, muốn ai cũng thấm vào lòng, giảng xong hỏi lại có quà tặng cho. Khiến người nghe phải lo chú ý, không để ngồi tâm ý lãng sao, pháp thầy bất cứ bài nào đều sâu Phật lý, đều vào nhập tâm, như bài pháp ngồi tu giữa chợ, hai hạnh làm công quả nhà chùa, Tây phương chưa tới chớ về, đừng lên núi báo mà về tay không. Chắc cũng xem nhiều thuộc nhiều à. Ngài là bậc lão thông Phật pháp, đã nhiều lần thị hiện xuống đây. Cha cái này cũng có túc mạng thông mà nha, xem bói à. Độ đời dạo khắp Tây Đông Tây, độ sông diệt quốc mới ngoài năm châu. Ngài đúng kẻ thừa hành Phật pháp, đem đậu màu dạy khắp thế gian, hồng trần đám lửa cháy lan, nước mưa cam lộ xối tràn tắt ngay. Cầu Tam Bảo lòng long thiên gia hộ, cho thầy luôn pháp thể khinh an. Ta bà cử trụ thế gian, rải điều mưa pháp chúng sanh mát lành. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Làm thơ cũng hay mà khen quá không dám nhận quá vậy. Đưa lên cao rút than mất công, xuống nậu thôi không nhận là tốt nhất. Không dám nhận nhưng mà có nhận chút ở tấm lòng thôi, không có nhận cái bài thơ, nhận cái tấm lòng Phật tử. Chúc cho Phật tử hôm nay về nhà sớm tối lạc trai bạn cùng, ra tay đại chí đại hùng, mở lòng thức tỉnh bao dung dạng loài,
Đêm thanh vắng ta ngồi tĩnh lặng, bóng thời gian qua chẳng thương đau. 3.000 dạng trần lao, tu theo Phật Pháp mà nâng cao hạnh lành. Thiền giữa biển trồng chành sóng lượng, ở nơi đây ta mượn con đò. Qua sông kẻ hát người hò, qua sông á, sóng dỗ gió to bất ngờ. Ta trở lại phụng thờ Tam Bảo, quyết qua đi sanh lão bệnh già. Cõi đời một cảnh trầm kha, học xong chữ Phật Ma Ha ta về. Phù đề khổ phù đề dạng khổ, Tây phương lành là chỗ nhàn thanh. Nơi này một kiếp mong manh, nơi này sông vắng chồng chành nỗi lo. Gió có to câu hò có chắc, nhưng cuộc đời thắt ngặt đa đoan. Ta bà giữ tấm lòng son, trong tâm có Phật thì còn ngày mai. Hỡi sớm tối lạc trai nhanh nhé, chiếc thiền nan mấp mé sắp chìm. Di Đà nhất tự thiên kim, trong lòng có Phật khỏi tìm nơi đâu. Ta bà khổ bể sâu rùng rợn, ở nơi đây ta giỡn thịt da. Sông sâu nơi chốn ái hà, không tu một kiếp sao qua sông buồn. Hỡi sanh chúng dở tuồng sắp mạng, cuộc đời này cùng cạn ta đi. Qua rồi cái bể tham si, qua rồi cái cảnh dị kỳ thiên môn. Mai trở lại còn hồn nguyên xác, về Tây Phương giải giác một khi. Thôi thì giọng đọc thầm thì, với câu thánh hiệu mà đi đúng đường. Nơi trần thế không lường không gạt, nước tịnh bình tưới mát trong tâm. Di Đà 6 thầm thâm, tu theo Phật Pháp chớ lầm bàn môn. À, Phật tử à, mà yêu cầu thầy ca, không biết bên ai ca nổi không à. Thôi vậy thầy ca cũng ca một câu đi. Câu bài Trở Lại Thất Sơn đi. Bài Trở Lại Thất Sơn do chính thầy sáng tác. Quý vị biết Thất Sơn không? Thất Sơn là vùng 7 á. Nếu nó về trên núi Ông là Thiên Cẩm Sơn á. Tức cảnh sanh tình viết lên cái bài hát. Rồi thầy viết bài hát nên ca tặng quý vị bài này. Gọi là vỗ tay. Sống diệt thế ta sẽ trở lại thất sơn màu nhiệm, ngắm qua xưa ôi từng giờ. Lướt con thuyền sang đến bên mơ, trời bản làng khối lam chiều yên. Hỡi Thiên Cẩm Sơn trầm mình trong sương lạnh, bóng núi nghiêng che mát cả khung trời. Kẻ hô kẻ đu đưa theo tiếng giông ru hời, mẹ thất sinh nhớ thương những người con biển biệt xuôi ngược trăm miền. Qua bãi biển Cù Lao, chùa Vạn Linh thắp Quan Âm sừng sững, đền Lạc Dương vang vọng tiếng người xưa. Quay gót đời ta trở lại Cẩm Sơn, điện bò hông còn mịt mờ trong sương trắng.
kiều xương tiếng nhạc nào nùng, đường về sơn cấm chập trùng sương gieo, tứ bề phong cảnh vắng teo, trời nghiêng lòng gió trong gieo in hình. Đường xu leo bốn bề heo hút gió, dốc đá trên dên bên cạnh điện rào tầng. Như nhắc nhở ai mau tin ngộ thần, tự với xanh khác nào như sớm mưa chiều nắng, danh lời bạc vàng như một giấc mơ tiên, giọt mưa buồn còn rơi nhẹ ở mây, như lệ tiền nhau đi biết bao giờ trở lại. Nhớ người xưa cho tâm hồn tê tái, giữa chốn sơn đà hay biết tỏ ngộ cùng ai. Muốn thành Phật thì thân này đâu về, phải ra đi nơi bể lùng tàn của ức tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gầm tòa đàn rồi cũng mất. Lối cũ quanh có dẫm mòn chân diện xứ, chùa Phật lớn còn đây điện 13 còn đó, sao bóng người xưa biển biệt phương nào. Dần dần bên tai nghe chiếc lá xác xào, ngỡ bước chân tiền nhân trở lại, khua nhẹ bóng chiều làm lấy đông giọt sương đêm. Chuông Phật đài đánh thức mỗi con tim, hỡi những ai ru mình trong giấc điệp, bóng lạc dương trên non đài dung nhiếp, hưởng chúng sanh buồn nao kịp quay về. Bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất bình an khang, là bảo vật chân châu. Phật tử ơi, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Núi gấm trời cách hành hương, từng bước về sơn đài để lại Phật nghe kinh. Ráng chiều tô điểm vàng linh, nước non ngàn dặm còn khắc in bóng thầy. Miền sơn thất quê quê bóng nguyệt, tiếng trầm hùng lắng động những hồi chuông. Thần thờ khói tỏ chiều buông, trở về sơn cấm gợi buồn cô nhân. Ca được không quý vị? Gần gần với Châu Thanh chưa? À, Minh Dương số 1, thầy số 2 ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin thầy giảng dạy. Thưa thầy, từ khi con đã quy y Phật rồi, con đã dẹp mà thờ mẹ sanh và mẹ độ mạng rồi, con lại thờ Phật Bổn Sư và mẹ Quan Thế Âm, thì hàng ngày con đi theo đạo tràng thiền, về nhà thì con chỉ sử dụng theo đạo tràng niệm Phật,
và kinh hành hàng ngày có đúng hay sai. Những ngày về sớm thì con đến chùa cúng công phu chiều, riêng tâm con thì con chỉ thích niệm Phật mà thôi. Và có khi con đi theo đoàn hộ niệm, vậy con xin thầy giải đáp để con được yên lòng mà tu tập. Ở đây là Phật tử á, ban ngày đi theo đạo tràng thiền, tối về mình tu niệm Phật, cái thấy nó trẹo trẹo, quý vị sợ á, là ông ta tu sai. Chứ thực ra tu á quý vị, là tu á, kết hợp pháp môn thì đúng, nhưng mà đừng có tu lẫn lộn pháp môn thì sai. Tu lẫn lộn pháp môn là sao? Bây giờ ví dụ nha, mình trong một cái thời chúng ta công phu, cái lúc thiền, lúc tịnh, lúc mật, mình làm loạn xả lên trên, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, thiền xuống, ninh thình, Nam Mô A Di Đà Phật, tịnh lên. Như vậy trong một cái thời công phu không được chuyển trạng thái nhiều như vậy làm động tâm. Như vậy thì không thể gọi là kết hợp pháp môn. Kết hợp pháp môn có nghĩa là lúc thì chúng ta tu thiền, lúc chúng ta tu tịnh. Không phải là tu thiền tu tịnh, mà lúc chúng ta công phu theo kiểu thiền, lúc chúng ta công phu theo tự tịnh. Ví dụ chúng ta ngồi thiền, quán chiếu hơi thở, làm lặng tâm mình để tam nghiệp thanh tịnh. Lúc thì chúng ta niệm Phật, đúng không quý vị, để cho tam nghiệp thanh tịnh, nhiếp tâm vào trong chánh định. Như vậy thì cái sai là không phải sai chỗ chúng ta kết hợp pháp môn, mà sai là chúng ta không có pháp môn tu. Có nghĩa là pháp nào chúng ta cũng tu nên không có cứu cánh nào cả. Như vậy thì cái người tu đúng á, kết hợp pháp môn nhưng phải có trạch pháp, có nghĩa là chọn một pháp môn tu của riêng mình. Như thế này, ví dụ như chúng ta chọn tu tịnh độ, thì cái yêu cầu của tu tịnh độ là dứt phát là chúng ta phải có nguyện vãng sanh. Có nghĩa là sau khi mất cái thân này, chúng ta nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta tin tưởng vào cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và hàng ngày chúng ta hành có tịnh độ, không phải là niệm Phật không quý vị. Niệm Phật là một trong những pháp hành của tịnh độ thôi. Còn hành tịnh độ là chúng ta cúng dường, chúng ta bố thí, chúng ta ăn nói ở trong thanh tịnh và niệm tới Đức Phật, như vậy mới gọi là hành tịnh độ. Như vậy thì chúng ta có hành, có nguyện vãng sanh, và chúng ta có lòng tin. Như vậy là luôn luôn lúc nào làm bất kỳ điều gì chúng ta cũng hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hết. Có nghĩa là con nhờ công đức này mà con hồi hướng về đó, nhờ Đức Phật chứng minh cho con. Ví dụ như hồi xưa quý vị, hồi xưa là như là ngày đệ nhất về thiên nhãn là ngài A Na Luật. Thì kiếp xưa của ngài là ngài là người đánh cá. Khi mà ngài gặp một cái vị gọi là Bích Chi Phật đi khất thực, ngài mới cúng dường cho vị Bích Chi Phật một cái bữa cơm. Và vị Bích Chi Phật này đặc biệt là ngài không có biết thuyết pháp, ngài chỉ dẫn thần thông để ngài độ người ta thôi. Ai cúng cho ngài xong, ngài độ người ta bằng cách ngài bay lên trời, dẫn thần thông cho người ta nhìn thấy, người ta khởi tâm tu. Như vậy thì ngài A Na Luật á, ngài cúng dường bữa cơm xong, ngài mới nói là con nguyện cúng dường bữa thức ăn cho vị tu sĩ này, con nguyện là đời sau con có thần thông như là vị này. Có nghĩa là mình cúng một bữa cơm mà mình hồi hướng cho về cái thần thông của mình, có nghĩa là nguyện mình, nguyện mình muốn như vậy quý vị. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta tu nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc, như vậy thì mình làm bất cứ điều gì mình cũng nguyện hết. Con làm phước ngày hôm nay, con nguyện con ngày sau được vãng sanh. Nhờ cái công đức này nè, nhờ cái phước báo này nè, con phóng sanh, con nguyện nhờ công đức phước báo này con được vãng sanh. Thì tất cả những cái đó nó hồi hướng về trang nghiêm tịnh độ, nó giúp cho mình một cái nhân quả để vãng sanh. Lúc đó nếu chúng ta không có tập trung tâm vào nhất tâm bất loạn, nhưng mà nhờ cái nhân quả tạo thành cái nghiệp tích lũy nó lớn quá, đưa tay thẳng về luôn, mà chúng ta tán loạn tâm cũng có thể sanh về đó. Tại vì đây là nhân quả, nhân tịnh độ sanh ra quả tịnh độ đó quý vị. Như vậy thì mình tu tịnh độ có nghĩa là hiện tại chúng ta thanh tịnh thân khẩu ý, và sau khi mất đi được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì mình thấy như vậy á quý vị, bắt đầu chúng ta tu thiền, chúng ta ngồi thiền để thanh tịnh thân khẩu ý, nhưng mà tâm chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hướng về cảnh giới của Tây Phương sau khi xả thân này. Như vậy thì thiền mật hỗ trợ cho pháp môn tịnh độ, cái cứu cánh sau cùng là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà nếu chúng ta
tu thiền, chọn pháp môn tu thiền, thì cái cuối cùng của tu thiền là trực nhận lấy chân tâm Phật tánh của mình mà trở lại với Niết Bàn. Như vậy thì chúng ta nội niệm Phật, chúng ta trì chú điều hướng với cái để cho thanh tịnh thân tâm, để ngộ nhập vào Phật chi kiến, chứ chúng ta không hồi hướng về cảnh giới Tây Phương nữa quý vị. Tại vì chúng ta tu thiền là trở về với bản tâm thanh tịnh của mình, thấy tánh thành Phật. Do đó chúng ta tất cả hồi hướng, con làm công đức này là nhờ công đức này mà mười phương chư Phật họ thọ ký cho con và hỗ trợ cho con được nhìn thấy tánh của mình, có nghĩa là con ngộ được đạo. Vậy thì con làm công đức này, làm phước đức này, hồi hướng là con được ngộ đạo, nhờ công đức này mà ngộ đạo nè, để con thấy được tâm mình mà kiến tánh thành Phật. Như vậy nhiều đời nhiều kiếp quý vị sẽ nhờ công đức đó mà được thành Phật tu thiền. Như vậy thì niệm Phật hay trì chú để hỗ trợ cho cái kiến tánh này nè, không quý vị? Như vậy thì mình thấy là mình chọn một cái pháp môn tu, nhưng tất cả pháp khác nó đều là để hỗ trợ cho cái pháp chính của mình thì được quý vị. Nếu chúng ta có ngồi thiền, có niệm Phật, có trì chú, có tụng kinh, nhưng tất cả đều hồi hướng cho tịnh độ, vì chúng ta tu tịnh độ, mình chọn pháp tịnh độ, vì tịnh độ làm gốc, tịnh độ làm cơ sở, làm căn bản, tất cả khác để hỗ trợ pháp môn, để cho cái tịnh độ này mau phát huy tác dụng. Như vậy rất tốt, không sao cả. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu vậy, chúng ta không làm vậy quý vị, chúng ta tu mà chả có một cái kết quả gì hết, có nghĩa là lúc ngồi thiền, lúc niệm Phật, lúc trì chú, hỏi tu pháp nào con không biết, ai làm sao làm, làm theo y chang vậy quý vị, thì chỉ được cái nhân quả lúc mình tịnh nghiệp thôi, chứ không có một cái hướng của lực để mà chúng ta giảng sanh, hoặc là chúng ta tìm thấy tánh của mình. Tại vì mình không có cái nguyện để hồi hướng tất cả những cái đó, tại chúng ta không chọn cái pháp môn tu. Nên trong Thất Bồ Đề phần của 37 phẩm trợ đạo, Đức Phật dạy đầu tiên là chúng ta phải chọn trạch pháp, trạch tấn hỷ an niệm định xã Thất Bồ Đề phần á, thì trạch pháp là chọn pháp môn tu. Như vậy thì quý vị đang chọn pháp môn tu tịnh độ, thì chắc chắn là quý vị sẽ tất cả hồi hướng về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Quý vị biết cảnh giới nó trang nghiêm thù thắng, Bồ Tát với La Hán vô không được đâu quý vị, định của chư Phật không thể vô cảnh giới đó đâu. Quý vị biết cõi trời đẹp tới cỡ nào không? Cõi trời đẹp á, mình biết sao là Đức Phật dẫn Nan Đà đi, mình biết đẹp cỡ nào không? Cái người trên cõi trời đẹp tới cỡ nào không? Mà so với tịnh độ, cõi trời không ăn thua vậy. Là biết tịnh độ đẹp tới cỡ nào. Định của chư Phật lập ra đâu phải chuyện đơn giản quý vị. Nên cảnh giới định của chư Phật, chư Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhờ cái định của chư Phật mà Ngài lộ ra sắc tướng ở bên ngoài của Ngài, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thì cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc cũng vậy đó quý vị. Mình thấy sắc tướng của Phật như thế nào thì cảnh giới đó cũng đẹp như vậy. Nó thù thắng quý vị. Ai về đó cũng có thần thông, ai về đó cũng không già, không bệnh, không chết, mà không phải dễ về đâu. Phải nhập tâm vào tam ma địa, trong chánh định mới về được, đâu phải chuyện đơn giản, đâu phải muốn tu niệm Phật hộ niệm cái về, không có đâu. Phải nỗ lực tu hành dữ dội, có cái nguyện lực thâm sâu, công đức phước báo sâu dày, từ từ mới nhiếp tâm vào trong đó được, thì mới được Đức Phật tiếp dẫn. Phải như không mà đi nhậu không, cái rước ban hộ niệm, cái gọi là giảng sanh, không có đâu. Không quý vị, mình có nguyện về đó đâu giảng. Cái bản thân người đó có chịu về đâu mà đi, phải không? Cái nguyện có nghĩa là mình muốn về đó, thì lúc đó Đức Phật mới hộ cho mình về. Còn giờ mình không muốn về, ai bắt thảy lên được, nghiệp của mình ta bà, phải quay lại ta bà thôi, phải không? Như vậy thì ban hộ niệm lúc đó chỉ làm cho chúng ta gieo duyên với Phật Pháp, làm chúng ta tái sanh cõi lành thì được, chứ không thể nào mà đưa chúng ta cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nếu ta không tu cả. Còn nếu chúng ta tu mà chưa đủ để định lực nhập tâm, ông quý vị, người ta hộ thêm chút xíu nữa là mình sẽ đủ. Dù mình tu mém mém này, chín này, ta đưa chút nữa thành 10 được rồi đó, phải không? Còn không tu gì hết quý vị, đưa cái không biết đường nào lái, biết lái về đâu, biết Tây Phương đâu lái, hồi nào giờ đâu biết cảnh giới nào đâu quý vị, bị ma hiện cảnh giới liền. Cái người nào mà nghiệp ma nhiều quá, lúc chết ma hiện cảnh giới, nhảy vô cảnh giới đó, dính trong sanh tử luân hồi liền. Quý vị thấy nhà lầu nhảy vô phải không? Rồi vô bụng cái con này con kia sanh ra liền. Tham đắm, chứ đâu phải chuyện chơi đâu quý vị. Nó hiện cảnh giới, tất cả thấy vàng ôm vô một cái quý vị biết liền, sanh ra cái ban liền. Đó là nhân quả đó. Nên cái người tu quý vị, ta không ham đắm cái đó, thấy nó hiện ra cảnh giới tùm lum hết, theo Phật không theo ai chứ. Đâu quý vị, như vậy thì tất cả cảnh giới của sanh tử luân hồi mình không sanh ra, chứ thấy cảnh giới sanh tử luân hồi vàng bạc thấy quá trời ngon lành đâu quý vị, rồi chạy đi dính. Tâm mình còn tham đắm vào đó,
đúng không? Còn tâm giờ mình không tham nữa, tu tánh không có dạng pháp mà không tham đâu. Hiện cảnh giới cười niệm Phật rồi có gì được Đức Phật rước. Hiện cảnh giới vàng bạc gì kể, mình theo Phật thì tất cả cái đều là phù phiếm hết. Bây giờ tập ở trên thế gian tập làm vậy đi, có nghĩa là đứng trước cảnh mà không bị hoàn cảnh câu thúc nữa, nên sẵn sàng mình bỏ tất cả cảnh vật phù phiếm xa qua đó quý vị. Rồi xin cho anh chàng pháo tay. Câu hỏi này cũng là câu hỏi kết thúc, và tặng người này ai hỏi một phần quà. Và xin cũng hỏi hả? Rồi hỏi xong câu nữa nghĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con tên Thanh Nguyệt, con định hỏi thầy là con hay bị buồn vô cớ, mà lâu lâu cũng mới bị một lần mà con bị buồn rất là sâu sắc. Con không hiểu lý do gì buồn nên con mới hỏi thầy có cách gì phiên giải cho con để con làm theo thầy như lần trước thầy chỉ con đã làm được nên con được qua khỏi cái lần trước. Rồi A Di Đà Phật. Rồi cho anh chàng pháo tay. Buồn vô cớ có hai loại quý vị. Cái thứ nhất là tuổi dậy thì buồn vô cớ. Hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn không hiểu gì sao mà tôi buồn. Cái đó là gọi là tuổi dậy thì á. Xuân Diệu dạy dạy nói vậy quý vị trong thơ. Có nghĩa là mình buồn vui vô cớ này tất nhiên là tâm mình đang hướng ra ở bên ngoài. Buồn vui này chẳng qua là cái tình cảm của trần thôi. Nhưng mà lớn tuổi buồn khác nha quý vị. Buồn sâu sắc vậy đó quý vị, là mình bị bệnh trầm cảm. Một cái bệnh mà nó không rõ ràng, nó trong sau có lớp vỏ não mình á, nó bị bệnh đó, người ta gọi là bệnh trầm cảm. Thì lâu lâu nó khởi lên một cái cơn buồn sâu sắc lắm. Nhưng mà còn một cái thứ hai nữa là buồn căn duyên nữa nha. Cái này đang nói tới bệnh ở trong thân. Có nghĩa là bệnh trầm cảm thì mình làm sao hết đó quý vị. Có nghĩa là mình quá giải bằng cách mình niệm Phật, quá giải bằng cách mình thiền định trì chú, để cho cái tinh thần mình nó trở về với bình thường, không còn bị căng thẳng mà ở trong cái trầm cảm đó nữa. Nhưng mà còn buồn căn duyên nó khác nữa quý vị. Có nghĩa là nhiều kiếp xưa mình tu quá, bây giờ mình lạc lối lầm đường này, mình thấy mình gieo nhiều cái nghiệp quả trong chúng sanh quá. Lâu lâu mình ngồi mình nhớ lại trong cái tiềm thức đó, mình cảm thấy buồn man mác ở trong lòng, mà buồn muốn tu quý vị. Có nghĩa là mình cái này là buồn căn duyên á. Nó người ta có căn tu, bây giờ mình lỡ sanh ra mình không tu quý vị, rồi lâu lâu mình bị buồn man mác, mình nhớ lại cái gì đó mình không biết nữa, mình nhớ lại gì đó. Nhưng mà là mỗi khi mà lấy tới cảnh Phật cái mình khóc, buồn khóc. Tới cảnh nào mình thấy quay lại với cái chỗ tu hành cái gì bắt đầu mình buồn. Nhưng mà buồn đó, nhưng mà để rồi là chúng ta thích để chúng ta tu hành, thì cái đó cũng là một cái dạng buồn căn duyên nữa. Nó dính về cái nhân quả của nhiều cái tiền kiếp trước đó quý vị. Nhưng mà tất cả những cái nỗi buồn của chúng sanh á, thì gây ra những cái phiền não trong tâm mình đều không tốt cả quý vị. Dầu cho căn duyên hay là dầu cho bệnh trầm cảm, hay dầu cho cái buồn của lứa tuổi dậy thì đều đem đến cho con người những cái phiền não ở trong tâm. Do đó tất cả những nỗi buồn chúng ta buông bỏ nó ra, mình tìm cái pháp Phật mà mình vui theo câu của đạo, mượn một pháp Phật để vui theo, dù niệm Phật để vui, đi đạo tràng để vui, làm công quả để vui, để cho nó qua những cái cơn đó không quý vị. Tại nhà Phật tất cả bài kinh Đức Phật đều dạy chúng ta phải hoan hỷ hết á. Chúng sanh nghe xong hoan hỷ rồi lui ra, chứ có bao giờ nghe chúng sanh nghe xong rồi buồn rơi nước mắt mà lui ra không? Không có đâu. Tất cả bài kinh Phật ở ngoài sau đều hoan hỷ thọ hành mà lui ra. Có nghĩa là cái hoan hỷ sẽ đem lại cho mình mùa xuân, hoan hỷ sẽ đem cho mình được một cái tâm từ bi quý vị. Buồn không còn tâm từ đâu. Buồn nó là một dạng phiền não quý vị. Tất cả các tánh sân đều do tâm buồn mà ra đấy. Có nghĩa là buồn là một dạng phiền não của tánh sân, gọi là nóng giận hờn buồn. Đó là một trong bốn cái tánh sân đó, mà sân này sân vi tế nó nằm trầm lấp ở trong cái bụi của thời gian á. Do đó mà nếu mà chúng ta có buồn vui hờn giận thì mình nên bỏ đi bằng bốn cái câu kệ, gọi là nhẫn nhịn nín thôi. Phải nhẫn, phải nhịn, phải nín thinh luôn, thôi bỏ hết tất cả cái, rồi bắt đầu đóng kệ. Ai nói gì kệ, ai nói gì làm kệ, ai nói gì kệ, ai làm gì kệ, kệ kệ. Đóng kệ này không phải là đóng kệ cho vui đâu, mà đóng kệ để thờ Phật á. Kệ cái thờ vị Phật, kệ cái thờ vị Phật. Không quý vị, đóng kệ thờ Phật, mà thờ Phật phải thờ trên tường, thờ khắp hư không, chỗ nào cũng kệ được, giữa đường đóng cái kệ để giữa hư không nè, thờ Phật nó đi. Phải không? Ai gạt dò mình cái kệ đừng nổi nóng. Ai quăng lưỡi câu mình kệ thôi đừng sân.
không quý vị? Nên nó chọn một cái pháp môn tu hành và chọn cái công quả hành trì, và chúng ta có thể làm những cái pháp bố thí để vượt qua cái đó. Nhờ công đức đó chúng ta hồi hướng, làm bất cứ điều gì và tu tập hồi hướng liền, hồi hướng cho tâm buồn phiền não của con. Xin mười phương chư Phật, con nhờ làm công đức này cho con hết buồn. Tâm buồn gì, tất cả lý do gì con không biết, nhưng con hiện tại có tâm buồn, nên con cúng dường này con hồi hướng cho con hết tâm buồn. Con phóng sanh này hồi hướng con hết tâm buồn. Con tụng kinh bài hôm nay hồi hướng công đức cho con hết tâm buồn. Xin Đức Phật từ bi gia hộ mà cho con sở cầu sở nguyện như ý. Thời gian sau hết nè quý vị. Thời gian sau gặp trong khi cười không mà cười mà nín không được luôn. Thấy không? Quan hỷ hết á. Như vậy thì kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử có một ngày tu thật là an lạc, ngày tu thật là vạn sự kiết tường, và ai ai rồi quý vị sẽ tu đắc đạo, trở về với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, rồi quay lại Ta Bà mà độ chúng sanh, ai ai rồi cũng phát tâm Bồ Tát. Chúc cho quý vị và gia đình quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng có con cháu thảo hiền, và sở nguyện sở cầu của mình được như ý, tật bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, và luôn luôn hướng tâm đến đạo vô thượng Bồ Đề, luôn luôn sống trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, hơn một trăm mấy chục phút vừa qua, Đại Đức Giảng Sư đã vì đạo tràng chùa Phước Hưng của chúng con đã giảng một thời pháp rất là thiết thực trong cuộc sống và có rất nhiều ý nghĩa để cho đạo toàn thể đạo tràng của chúng con nương vào đó để tu hành cho thật tốt. Cuối lời, thay mặt ban tổ chức kính chúc giảng sư pháp thể cúng khinh an chúng sanh nhị độ và mãi là ngọn hải đăng thường chiếu để soi dẫn đường dẫn bước cho chúng con trong bước đường tu nhân học Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo tràng của chúng con có chút tịnh tài tịnh vật, thỉnh thầy cho đạo tràng chúng con có đôi lời để có chút tịnh tài tịnh vật dâng lên lời tắc bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Họ chưa nhận quà hả? Đây còn miếng, còn phần quà sao cho. Rồi đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư và thầy trụ trì chùa Phước Hưng, hôm nay ngày 10 tháng 10 năm Tân Mão, một ngày thọ bát quan trai, chúng con đại diện hàng Phật tử những vùng lân cận xin kính dâng lên lời tác bạch. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, thật hạnh phúc, thật may mắn cho hàng Phật tử chúng con được thầy trụ trì chùa Phước Hưng, ấp Thạnh Hiệp, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long luôn tạo mọi điều kiện, mọi thắng duyên cho hàng Phật tử chúng con câu hội về đạo tràng chùa Phước Hưng thọ bát quan trai hàng tháng một ngày. Thật hạnh phúc cho chúng con ở vùng sâu vùng xa mà thầy trụ trì chùa Phước Hưng vẫn cung thỉnh giảng sư ban hoằng pháp thành phố về giảng dạy giáo lý của Đức Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, chúng con thật xúc động bồi hồi vì thấy rằng chúng con tuy chỉ là những Phật tử sơ cơ nơi cửa đạo, nghiệp trọng Phước Hưng không đủ duyên xuất gia bước vào hàng thánh chúng, nhưng có lẽ nhờ vào túc duyên xa xưa nên năm nay được trùng phùng hạnh ngộ Tam Bảo, hằng ngày quên khổ tìm vui theo chân lý Phật Đà, niệm Phật mà sáng tỏ nguồn tâm. Chúng con vẫn biết rằng phước này có được là nhờ vào tấm lòng bi nguyện độ sanh mà chư tôn đức đã không quản ngại khó khăn mệt nhọc phần sự đa đoan, luôn tạo mọi điều kiện, tạo mọi thắng duyên để dẫn dắt chúng con bước vào nẻo thiện, dạy cho chúng con biết gieo hạt giống Bồ Đề và sách tấn chúng con tín niệm chân thành cầu đới nghiệp vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng con cảm ứng ngay trong khóa tu dưới ánh hào quang của chư Phật cùng thánh chúng một nhân duyên kỳ lạ nhiệm màu. Chúng con vô cùng sung sướng cung kính đón nhận những lời giáo huấn của chư vị giảng sư là những bậc danh tăng trong thời đại. Quý ngài là trưởng tử của Như Lai, hết lòng thương tưởng chúng con đã ban tặng suối nguồn
nguồn sữa pháp vô cùng quý giá. Quý ngài đã thắp sáng niềm tin, giải thoát dẫn dắt chúng con đi trên lộ trình giác ngộ. Từ đây mỗi lần nhớ đến hình ảnh tôn nghiêm khả kính của quý ngài, chúng con sẽ tự nhủ mình phải cố gắng siêng tu, vì sự nghiệp một đời phải gấp rút hoàn thành tịnh nghiệp, buông bỏ tất cả thì sẽ được tất cả. Tinh tấn và tinh tấn hơn nữa mới có thể đáp đền những ân đức thọ hưởng hôm nay. Thầy vì trò đã hy sinh, trò thương thầy phải giữ gìn hạnh tu. Chúng con Phật tử chùa Phước Hưng tán thán thời pháp thầy ban truyền, nhắc nhở chúng con lời Phật dạy: một ngày thọ bát rất bình yên. Ơn thầy Phật tử con ghi tạc lời dạy hôm nay, nguyện phụng hành. Chúc thầy ngài được nhiều an lạc, dìu dắt chúng con đến niết bàn. Kính bạch giảng sư, Phật tử chúng con có chú ích tịnh tài, xin cung kính dâng lên cúng dường tam bảo. Xin trên thầy giảng sư thì từ lăng mẫn dọn nạp lễ cúng dường cho chúng con được thượng thừa ân tiêm công đức. Vì lòng từ mẫn đối với hàng hậu học chúng con mà đại đức giảng sư không quản ngại đường xá xa xôi, quang lâm về đạo tràng chùa Phước Hưng ban dòng sữa pháp nhũ vô cùng quý báu. Như những giọt cam lồ trợ lực chúng con đánh dẹp vô minh, ngăn ngừa ác nghiệp. Trước khi cung tiễn đại đức giảng sư trở về chú xứ, Phật tử chùa Phước Hưng chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho đại đức giảng sư pháp thể khinh an, chúng sanh vị độ, phận sự viên thành, và mãi mãi là ngọn hải đăng soi đường dẫn dắt chúng con tiến bước trên con đường giải thoát và giác ngộ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Cảm tạ công đức của đạo tràng đọc cái bài rất là hay. Xin tám tháng công đức, xin mời quý vị Phật tử chúng ta đứng lên ta hồi hướng. Sau khi hồi hướng xong, quý vị đứng lại nhận cái đĩa A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đề tử vàng chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ban chân cổ trở về vị trí của mình, ban dẫn thỉnh.